thấy được nha. Mày thấy món này có khả năng cao chỉ lắm. Có, em có khả năng cháy. Anh cháy vừa mạnh cơ. Nắm bỏ cái củi kia lên, xếp cho nó đấy, rồi. Ui, rách à? Rách. À! Đốt đi. Đốt đi em yêu. Cứ đốt mạnh ra. Không ngại gì vết bẩn à? Mặn lắm, em đang nổi. Mặn thì tao thử nghiệm thôi, mai thì nấu mai cá. Mai con vịt cho đường đi thử nghiệm. Này, vịt trời, mày bảo vịt trời cơ mà. Thì vịt trời thì đấy nó không cho đường à? Rồi. Mai mới được kiếm được con. Để đây, đi tắm tiếp, không phải nghĩ. Nghĩ gì vậy? Nó đổi. Anh lên sớm đây. Ui, gần chín rồi đấy. Bơi lúc lại nhìn. Ui, khô đã, khô khô kia rồi. Chín chưa nhỉ? Chưa. Chín rồi. Chưa. Chưa. Mặn thì mặn nhưng mà để nó chín tí. Chín rồi, tao đảm bảo. Bao nhiêu phút rồi nhỉ? Cố cạp được tí. Tao đảm bảo là chín rồi. Chưa chín. Chín đấy. Thôi, thế thì 5 phút nữa nhé. Này, cứng này. Muối cứng điên này. Cháy một tí hơn ăn được. Sống không ăn được. Thôi, để đợi tí nước đấy. Anh cứ vội nhỉ, nó chín nè. Chín, đảm bảo là chín. Một là sống, hai là cháy. Chín không? Ôi, chưa kia cháy rồi, cháy rồi. Cháy rồi. Ui. Ủa, cháy đi, ủa cháy đi. Từ từ nóng bỏ bà ra. Cháy anh ạ. Tao bảo rồi, từ lúc nãy thì không nghe tao. Lúc nãy thì ở trên sống rồi cháy. Bây giờ thì trên chín thì rồi cháy. À, anh ném vào trong nước này, nguội. Vừa vừa. Rồi. Cháy không? Tao biết được. Ui, muối á. Ôi, thành tuyết luôn. Như cục bê tông ấy nhỉ. Thấy chưa? Dạ. Khởi khởi nhá. Từ từ. Ui, thành cục. Ui. Ai da. Ai da. Không mặn đâu. Hơi hơi. Nhưng mà không biết có chín không. Chín đấy. Anh kịch chọc quá. À từ từ, lại thêm muối đã. Bây giờ không chín thì mày lại đắp thêm muối mày đấy à. Không chín thì cũng phải. Ui, mày phải lột ra. Chín chín anh. Chín không? Chắc là chín đấy. À, có cánh đi rồi. Chín quá luôn. Chín này xà ngon. Nhưng mà không cho mặn đấy. Chắc chắn là mặn rồi, bỏ ra thôi. Không mặn mấy đâu. Mày ăn cái đầu cho nó không mặn mấy này. Từ bây giờ làm nào, lấy cái gì? Lấy cái gì không có đũa nhỉ? Lấy cái que gì cũng được. Anh đưa em mới. Đây đây. Đặt cái que đây. Vài cái rồi. Nhấc nó lên. Ê, muối này về vẫn nóng được anh ạ. Ăn nước chấm. Ừ, tí nữa còn đấy. Chín. Chín 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 rồi. Ai cha. Được phê đi. Mày anh tim gan anh bỏ đâu hết rồi? Vứt. Chỗ. Bỏ cho chó. Lấy chỗ cá. Ai xa. Không cháy. Đi sang đi ăn đi. Không cháy mọi người ạ. Đi. Đi. Ngọt thế đấy. Ai xa. Qua đây, qua đây. Đấy chưa? Tao bảo dùng. Được, tạm được. Món này tạm chấp nhận. Cho 7 điểm về chỗ. Ai xa. Ấy, từ 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 từ. Món gì ấy? Món gì đâu? Cái gì? Anh ngâm cá à? Cá gì? Ai xa. Ngọt. Lại cá meo à? Ngâm dưới kia cho nó lạnh. Sao anh ăn trộm nước của em từ nhà? Hả? Thở nước này, thở. Anh ăn trộm nước của em không? Cá đi. Tao cần gì phải trộm. Hôm qua mua về bao nhiêu đi? Nhưng mà anh bảo mua về bao nhiêu đấy? Ui, em uống nước trước. Ngon hết sảy. Mời các bạn uống nước camel nhé. Dạ, mời các bạn nhé. À, thử thử, nào đưa ra đây. Ui,
khả năng là phải lục ra. Ui em ăn được đấy. Nhưng mà hơi hồng hồng. Hồng ăn được hết. Không nước chấm à? Anh đi lấy nước chấm đi. Chưa đủ mặn đâu mà nước chấm. Không. Tao thì sót sót tí chứ. Anh lấy nước chấm đi. Kiếm đâu mấy quả chanh ấy, vắt vào. Vắt vào từ đây. Ừ, ăn thử có... xem mặn không đã. Trong này có muối rồi. Sao? Mặn quá. Không nhưng mà lột, anh... lột ra anh đi. Anh đi lấy chanh vắt vào đây, ăn này chua chua mặn mặn ngon lắm. Lột ra đi, để tao lột ra đã. Anh đi lấy chanh đi. Không được. Bên kia kìa. Lấy đi tao lột ra. Anh mang đi à? Bên đầu đấy có cây chanh nhá. Ta mùi thì khét khét kiểu gì. Lấy nhiều không? Hai ba quả. Mình lấy bao nhiêu này? Mặt thế. Sao? Người ta trồng ớt còn trồng nuôi cả chanh nữa. Tôi quên lấy ớt. Thù, mặn lắm rồi. Anh cắt em mình chanh. Bỏ cái chân ra. Cắt em mình chanh. Thể chân. Cắt đi mình chanh. Mời tất cả các bạn nha. Cắt đi mình chanh. Cũng được. Hơi mặn thì. Mời tất cả các bạn nha. Ui. Ngọt cay. Đây, coi như dừa. Dừa. Chưa chín thì ăn tái chanh các bạn. Chín rồi. Chưa chín lắm. Còn nghe thì khét khét. Kiểu như đốt. Như hơi trực tiếp quá. Ra này. Khê anh ơi, ngon luôn. Tao làm món gì chẳng ngon. Thì ngon lắm. Quá ngon luôn. Thót quá. Nó chảy nước. Tao thì sót sót ít. Nước muối là cần. Má mặn chua chua. Không phải trống. Thế với cả sát ớt nữa. Hơi sống rồi. Tao bảo để thêm tí nữa thì không nghe. Tao bảo anh bảo dục ăn thế nào á? Hơi sống. Sống cũng chén. Sống cái khỉ, sống cái miếng là sống cái sao đây. Không thì ăn tái chanh các bạn. Vịt tái chanh. Cá này. Tập được chút thì tung. Đấy rồi, cắt ra. Ai da. Ui xa. Đây. Ui. Ngon lắm. Mời các bạn miếng. Vịt tuyết nha. Món này là... Sao bên trong nó ngọt lắm kìa. Sống ấy chẳng ngọt. Không có kiểu. Món này gọi là món là vịt. Vịt vịt mùa đông. À vịt. Vịt là cho là vịt. Là vịt là món gì? Vịt giả đông. Vịt tuyết. Vịt bọc tuyết. Cắt em một sụn đi. Cắt em một sụn thịt chát nhau đi. Đây nhá. À, mình ngấm gia vị hơi ngon rồi đấy. Thế với anh làm này nó ngấm gia vị. Anh nó đậm đà rồi rồi. Đấy, cả sụn cả siếc đấy. Ây da. Nhanh lên. Đây, cầm đấy. Sợ. À, không bao giờ đậm đà đây, cho thịt chanh. Rồi. Ui giời, quả cổ đây mà mày ăn thì thôi rồi. Thơm á. Được. Này, biết thế mình để ngon luôn. 15 phút nữa thì. Mặt nào mặt dưới nhỉ? À? Mặt dưới là mặt nào nhỉ? À? À mặt dưới mặt này. Thôi ăn ức nó ngon. Ăn ức ngon. Ăn trên nó có thịt mấy đâu. Tôi đi cho. Em tôi đi cho. Không cần soi à. Một chút rồi. Vì nó có hai con ấy. Có một con lạc ở đâu á. Mày. Mày nhớ mình lại ra đây đánh bẫy đi.
Bẫy gì? Bẫy vịt. Thôi thôi. Vịt trời mà. Trời trời gì? Thỉnh thoảng mới làm con nó. Để xương này lại đây trong một cái nữa. Mai con vịt trời nó tìm con, nó đi tìm con vịt bạn nó này, vịt chồng này. Nó thấy bộ xương là nó ngồi khóc. Khóc xong nó lả người, nó ngất, anh em chắn nhặt. Mày giỏi. Mày ra ngân hàng mà nhặt tiền nhiều lắm. Tao đã. Điều. Nhiều cực. Ai làm cho tiền cho mày nhặt? Đây, mà nó nhiều tiền cực kỳ. Điều. Ui, tao xót đít quá, gì muối à? Bắt đùi làm nhé. Nó muối nhiều. Ây da. Bái xa. Cảm thấy nó không không được nhạt cho lắm. Nó hơi đậm đà. Mày ăn như thế nào không? Không cần muối, chỉ cần này, ơi, này phải sát thêm lấy quả ớt gặm nữa đẹp. Hơi mặn tí. Đáng nhẽ ra nướng lên 15 phút nữa. Thì cái nướng ở đây này, bên trong này còn nóng này. Mày ngu, im này nó nói. Cái muối này nó đóng cứng lại tí nữa nó cháy cái muối đi ấy, thì lúc đấy nó sẽ hút hết. Rồi, hút hết nước. Hút hết nước ở cái bề mặt da này, muối này nó díp ra đấy, nó không mặn thế nào. Này anh nói biết được tiểu thuyết cơ. Tao bảo thật chứ không tin. Thế mai anh làm món gì ngon đi. Được, mai tao sẽ đắp muối vào con gì này. Để đốt, cháy muối đi, khô muối nó díp hết nước đi là không mặn. Ây da. Anh em ăn gì? Tôi một cháo ăn tiếp. Ăn gì mang về tôi một cháo ăn tiếp. Phí quá. Im dừng.